Thưa sư, trong công việc mình là một người đi làm thuê mà làm với thái độ câu giờ thì có liên quan đến giới trộm cắp không ạ? À? Về câu hỏi này thì xin mời Đại Đức Tuệ Tường trả lời. Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, cái việc đầu tiên á, mà quan trọng nhất, xin nó nhấn mạnh nha, cực kỳ quan trọng là để mình hiểu rõ về một cái giới gì, đặc biệt là trong ngũ giới mà sư rất là nhấn mạnh, thậm chí trong những cái buổi giảng, những lớp học nhấn mạnh là đừng bao giờ xem thường về ngũ giới. Xem thường là sao? Là nhiều vị họ nói ra cái ở ngũ giới là nhiêu giới, năm giới, giới sanh là nhiêu chi, năm chi, giới trộm cắp là nhiêu, năm chi, tà dâm bốn chi này nọ. Đó là, nhưng mà có một cái việc mà sư nhấn mạnh, nghĩa là đôi khi mà mổ xẻ vấn đề, quý vị, nó phát sinh, nó lùm la, nó không hề đơn giản. Thì cái trong hoàn cảnh này cũng vậy, vậy quý vị. Khi mà quý vị, bản thân quý vị đầu tiên mình phải nắm vững, mình giống như mình thuộc năm chi, giống như thuộc Lào vậy, thuộc Lào cái đó. Để chậm cấp với nó có năm chi. Chính khi khi mình thuộc Lào như vậy đó, rồi mình mới đủ năng lực mà mình để phân tích là mình phạm hay không phạm. Đó. Còn nếu mà mình học giới, mình không thuộc Lào, mình không có sự tư duy thì cả cuộc đời mình sống trong lúc nào cũng hoang mang lo sợ. Có lúc mình phạm, mình lại nghĩ là không phạm. Có lúc mình không phạm lại nghĩ là phạm. Đặc biệt á, trong cái bối cảnh á, của cái câu hỏi này á, thì bản thân sư suy tư rất là nhiều. Thấy không? Thì ở đây á, hỏi là một người đi làm thuê với thái độ câu giờ thì có liên quan đến trộm cắp. Thưa quý vị, cái thái độ câu giờ quý vị á, là cái quan trọng, cái tác ý quý vị á, là cái gì? Vị hiểu không? Cụ thể là cái gì? Quý vị muốn là cái gì? Nó là cái gì á? Đúng không? Nó có, tại vì biết giới trộm cắp là gì? Là vật đó đó, cái món đồ đó có thể là nó là vật thể hoặc là phi vật thể, nhanh nhớ rõ nha, chứ không phải nghĩ là cái trộm cắp ở đây là phải có muốn một món gì đó phi vật vật thể là mới gọi cái vật chất đó, mới gọi là trộm cắp đâu. Đó, hiểu là cái món đó đó có thể là vật thể hoặc là phi vật thể, là có cái người sở hữu là chi đầu tiên. Thứ hai là mình biết rõ là cái vật đó đó, cái vật thể đó hay là phi vật thể đó là có người sở hữu. Cái thứ ba là mình có khởi tâm muốn lấy. Cái thứ tư là mình cố tâm mình chiếm đoạt cái đó. Và cái thứ năm là mình đã chiếm đoạt thành công. Thì năm cái chi này nè, quý vị phải so sánh thì mới hội đủ yếu tố là có phạm giới trộm cắp hay không. Thì ở đây á, quý vị chỉ nói một cách chung chung thôi, riêng cá nhân sư đi nha, thì cảm thấy chung chung thôi, thì nói là làm thuê, đi làm thuê mà thái độ câu giờ, mà vì câu giờ vì cái điều gì, không câu giờ vì cái gì, vì cái lý do gì đó, đó. Ở đây để nói chung, nghĩa là đối với sư, đối với bản thân sư thôi, sư sẽ cảm thấy không đủ dữ kiện, không khá đủ dữ kiện mà để nói là phạm hay không phạm. Nhưng mà sư sẽ đưa ra ví dụ như vậy cho quý vị nè, là cũng thay đổi câu giờ nhưng mà nó phạm và cũng có thể không phạm, là như vậy. Sư ví dụ ha, ví dụ bây giờ có một cái vùng đó, gọi là có thiên tai địch họa, hiểu không, giống như là lũ lụt, mà tạm gọi là lũ lụt đi, lũ lụt là lũ lụt đi, thì khi đó đó là có một cái đoàn cứu trợ họ mới ra để họ cứu trợ, và quý vị lại quý vị làm trong, mà quý vị nghe là có nắm nắm làm trong cái bộ máy chính quyền đó, quý vị là người quyết định đó, thì người ta lại ta cứu trợ đó, thì quý vị với thái độ là gì? Câu giờ, làm khó làm dễ, nó làm khó làm dễ người ta, thì khi đó đó cái nội tâm quý vị là quý vị muốn gì nữa? À quý vị vậy, à câu giờ để làm chi? Để là mong, để là cái cho cái đám này nè nó phải ối tiền cho mình. Câu giờ, hiểu không? Câu giờ với giống như là bây giờ, thậm nghĩa là đúng nghĩa quý vị có thể là đưa đến quý vị đóng một bụp, hoặc đóng một bụp cái là quý vị là người ta là những người đó có thể đi phân phát cho những đồng bào lũ lụt,
nhưng bị không làm gì, vì nó ở giấy này phải thế này thế kia, phải chờ chờ ông này ông kia ký, phải này nọ, vì câu giờ bây giờ đến chi để người ta ối tiền chứ vị. Đã bây giờ đi, thì cái này cũng là một cái hình thức mà gọi là trộm cắp về về mặt đạo thôi, nhưng mà về mặt pháp luật á, là sư bữa sư tìm hiểu là như là gọi là lạm dụng quyền rồi chiếm đoạt tài sản gì đó, đợi quên này, mà cái tội rất là nặng, cái tội về về pháp luật Việt Nam này rất là nặng đó. Thì cái này là gọi là một hình thức câu giờ, à, thức câu giờ mà gọi là chiếm đoạt thì gọi là trộm cắp, rõ ràng nó muốn muốn cho người đó chiếm đoạt lấy tiền của người đó, thưa quý vị đó, thì hình đại này là quá rõ ràng, nhưng mà là cũng hình thức câu giờ, nhưng mà nó như vậy. Ví dụ bây giờ trong cái chiến tranh đi, chiến tranh quý vị là một cái người mà gọi là một cái chiến sĩ, vị chiến sĩ mà gọi là gác biên phòng đi, thì mình biết đó là thường thường đó là ví dụ mà 9 giờ đi là sẽ đóng cửa biên giới lại, đúng không? 9 giờ đóng cửa biên giới lại, bắt buộc cái người cửa biên giới. Nhưng mà quý vị hiểu là bên kia biên giới, bên kia chiến tuyến là có những cái người mà họ họ đi di tản, thì vì họ chạy nạn đó, đúng không? Thì nếu đúng mà cái quy định đó là đúng là 9 giờ mà là phải đóng cửa, đúng không? Không là bị vì kỷ luật đó. Nhưng mà quý vị vì cái lòng thương người, vì cái lòng bi mẫn, vì lòng thương tưởng, cho nên quý vị câu giờ thế này thế nọ kia, đúng không, để cố gắng mà mở cửa biên giới thêm 9 giờ rưỡi để cứu được, ví dụ cái hành động quý vị đó thì cứu được 10 người, 20 người, thậm chí 100 người, 200 người đó, đó là cũng câu giờ đó đó, hiểu không? Cho nên là trước khi mà kết thúc cái phần trả lời của sư á, là sư muốn nhấn mạnh lại là lại cái điều yếu tố quan trọng nhất là quý vị câu giờ vì cái điều gì, vì cái trường hợp nào, phải đưa ra cụ thể, đúng không? Đó. Mặc dù quý vị ở đây nói đi làm thuê, nhưng mà làm thuê đó, nó lại có cái nhiều cái làm thuê câu làm, ngay cả những người giám đốc, quý vị giám đốc CEO CFO này nó đó, đúng không? CIO nó cũng làm thuê cao cấp đó nha, đúng không? Mà nếu quý vị câu giờ với cái hình thức mà gọi sư nói đó, đủ cái chi, quý vị tự bản thân quý vị hãy trả lời là đủ cái chi 5 cái chi không đó, thì mới bị phạm trộm cắp, đúng không? Và ngược lại cũng vậy, quý vị câu giờ trong cái hoàn cảnh quý vị là một cái người lãnh đạo một cái gì đó, quý vị câu giờ vì để cứu người khác, đúng không, hay là về vì câu giờ để cái hành động câu giờ quý vị đó, là giúp cho người ta hiểu được nghiệp và quả của nghiệp, hay là để hỗ trợ cho tâm bảo, thì đó là suy nghĩ là một cái thiện nghiệp thôi, chứ không, đó không phải là gọi là trộm cắp, thưa vị. Quan trọng nhất là tâm mình thời điểm đó nó là thiện hay là bất thiện, mà nếu bất thiện có đủ chi không, không thì mới cấu thành trộm cắp. Dạ, cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Xin cảm ơn Đại Đức Tuệ Tường đã chia sẻ. Thì sư xin trả lời ngắn gọn như thế này. Cái quan trọng là khi mình thực hiện hành động đó, mình thực hiện bằng tâm gì? Thành ra sư vẫn luôn khuyến khích quý vị hãy thực hành tứ niệm xứ. Bởi vì chỉ khi nào thực hành tứ niệm xứ, đặc biệt là đến phần quán tâm, thì chúng ta mới thành thật được với chính tâm của mình. Còn không á, là mình sẽ tự mình lừa mình dối người. Có đôi khi mình nghĩ là mình lười biếng, nó chỉ bao gồm cái tâm si phóng dật thôi. Nhưng trong một loạt diễn biến tâm, có khi nó bao gồm tâm tham cũng có, ngã mạn cũng có nè, rồi vô tàm vô úy cũng có nè, có, cho nên là nó có rất nhiều những trạng thái tâm đi kèm mà mình không biết. Phải thực hành tứ niệm xứ và học A Tỳ Đàm thì mình mới thành thật được với tâm của mình. Rồi một việc mà để gọi là tạo nghiệp á, nó xét đến hai khía cạnh. Thứ nhất là mình làm cái việc đó bằng tâm gì, tâm thiện hay tâm bất thiện. Tự quý vị phải trả lời. Việc quý vị lười biếng như thế là tâm thiện hay bất thiện? Cái thứ hai, tự quý vị phải trả lời là nó đem lại hậu quả như thế nào? Một việc á, xét theo tội nặng hay nhẹ, nó còn xét theo hậu quả nữa. Việc mình làm mà hậu quả ít
thì nó sẽ không nặng bằng việc mình làm mà hậu quả nó nhiều. Mà nó cũng giống như là bây giờ mình bị uống một cái ly thuốc độc thì nó sẽ nhẹ hơn so với việc là mình uống một cái bình thuốc độc, nhưng mà nói gì thì nói thuốc độc vẫn không nên uống. Tự quý vị phải trả lời được cái đó. Rồi, và sư qua câu trả lời câu hỏi tiếp theo.